Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, như trong các phần trước, chúng tôi đã giới thiệu về bài viết Sân Gôn Phan Thiết Thách Thức Lò của ông Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng, một bài viết của Phan Bình Minh. Hôm nay chúng tôi xin trân trọng giới thiệu tiếp những phần tiếp theo của bài viết này. Sân Golf Phan Thiết đẳng cấp quốc tế biến thành khu đô thị một dự án rút ruột tài nguyên đất đai mà về quy mô thiệt hại cho lợi ích quốc gia vào năm 2014 tính bằng tiền là 7.000 tỷ Việt Nam đồng, không thua kém gì vụ mobile phone mua AVG. Anh hùng bất động sản Nguyễn Văn Đông có bao nhiêu đất ở Bình Thuận không ai thống kê được. Người ta nói 10.000 hecta, người thì nói là 20.000 hecta đều là những con số không chính xác. Riêng đất cấp cho tập đoàn Dạng Đông do các công ty thành viên đứng tên là đã hơn 10.000 hecta. Còn đất cá nhân đứng tên đất đàn em của Đông mua mấy sổ đỏ nhưng chưa sang tên và người dân vẫn sử dụng thì nhiều vô kệ. Chính vì vậy mà ở Bình Thuận người dân hay nói rằng nếu đi máy bay mà ném cục đá xuống đất thì thể nào cũng rơi trúng đất nhà ông Nguyễn Văn Đông, tập đoàn Dạng Đông. Nguyễn Văn Đông tập trung thu gom đất và đầu tư từ trung tâm thành phố Phan Thiết kéo dài đến mũi né. Anh Hùng Nguyễn Văn Đông muốn ở đây có sân bay, cảng biển, hạ tầng và các dịch vụ của một thành phố hiện đại trong thành phố và chuyển trụ sở tập đoàn dạng đông đến đây. Các hoạch định dài hạn và các ý đồ của anh Hùng như thế nào khó đoán được nhưng trong sâu xa có liên quan đến đồn mũi né cùng với câu chuyện những chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa tử thủ đến người cuối cùng năm 1975. Chuyên đề này chỉ tập trung viết về sân gôn Phan Thiết mà hiện nay chính phủ buộc phải cho thanh tra lần thứ hai để trả lời trước công luận. Để hiểu rõ bản chất dự án sân gôn Phan Thiết, chúng tôi có phải trình sơ qua về ông chủ đầu tư, không đi sâu vào chi tiết những vấn đề không liên quan nếu có dịp sẽ trình bày trong các bài viết khác. Theo những gì đang công bố ra dư luận thì dự án sân gôn Phan Thiết có khả năng đánh bùn sang ao và cho lắng động là xong chuyện. Và những sai lầm mang tính hệ thống, bản chất nhóm lợi ích chuyển thành lỗi nhỏ của một số cán bộ thừa hành ở cấp tỉnh. Phần tiếp theo là một kế hoạch hoàn hảo một quả đấm thép đấm trực diện vào nhân dân Bình Thuận thông qua dự án sân gôn Phan Thiết. Sân gôn Phan Thiết với tên gọi chính thức là Sân gôn Ocean Dunes Gồm 18 lỗ nằm ngay trung tâm thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận Trước đây khu vực này là một đầm lầy ven biển Sau đó được cải tạo và xây dựng thành một sân gôn lấy tên là Ocean Dunes Và ngay cạnh đó là khách sạn nổi tiếng Vĩnh Thủy nhìn ra đại dương Nghe thấy tiếng sóng biển Đây là một trong những sân gôn đầu tiên ở Việt Nam và nằm trong top những sân gôn đẹp nhất Đông Nam Á lúc bây giờ. Sân gôn Phan Thiết cấp giấy phép đầu tư năm 1993 và đến năm 1997 đi vào kinh doanh là biểu tượng của hợp tác đầu tư ngay sau khi Việt Nam và Hoa Kỳ bình thường hóa quan hệ là dự án đầu tư nước ngoài đầu tiên của Bình Thuận sau khi tách ra khỏi tỉnh Thuận Hải cũ. Tháng 6 năm 2009, thành phố Phan Thiết được Thủ tướng công nhận là đô thị loại 2 tốc độ đô thị hóa nhanh. Trước đó nhiều dự án bất động sản ở vùng ven trung tâm Phan Thiết đã thực hiện và mang lại thành công lớn cho nhà đầu tư. Từ một làng trài còn đậm chất hoang sơ phảng phất nền văn hóa Chăm Pa cổ, Phan Thiết thay áo trở thành thủ đô resort của Việt Nam, là điểm đến lý tưởng của thành phố Hồ Chí Minh, của miền cao nguyên thiếu biển. Lúc này 62 ha sân golf Phan Thiết tại trung tâm thành phố Phan Thiết trở thành mỏ kim cương vàng khối trong mắt những nhà đầu tư bất động sản. Khách đến Phan Thiết tham quan du lịch ẩm thực nghỉ dưỡng là chính, khách chơi gôn vẫn còn hạn chế nên sân gôn Phan Thiết vẫn đang còn kinh doanh thua lỗ. Năm 2008, sân gôn 18 lỗ Sea Links tại Phan Thiết chính thức đi vào hoạt động cùng với quần thể Ceiling City gồm hàng loạt tiện ích bất động sản và dịch vụ kèm theo, biệt thự với sân vườn, khách sạn 5 sao nhìn vịnh mũi né, khu căn hộ cao cấp, nhà hàng, khu dã ngoại thám hiểm với quy mô hơn 160 ha của người anh hùng Nguyễn Văn Đông đã trực tiếp cạnh tranh làm sân gôn phan thiết ngày càng thua lỗ. Khi nhà nước cấp phép đầu tư sân golf Ceiling thì chủ dự án sân gôn phan thiết dự dư luận và một số cán bộ tỉnh Bình Thuận không đồng tình với các lý do kỳ hoạch hai sân gôn trên cùng một thành phố thuộc tỉnh là không hợp lý. Hai sân gôn có cách 7 km, sân gôn Phan Thiết vẫn đang thua lỗ chưa thu hồi vốn đầu tư. Tuy nhiên giai đoạn này Nguyễn Văn Đông là chủ đầu tư sân gôn Siling và một và cũng là một anh hùng lao động 2005 làm đại biểu quốc hội khóa 12 tỉnh Bình Thuận 2007-2011 đã đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân trực tiếp làm việc với chính phủ và các bộ ngành ở Trung ương. Sau khi hoàn thành quần thể Xilin City thì sân gôn Phan Thiết trở thành một mỏ kim cương, khối vàng thô, người anh hùng Nguyễn Văn Đông suy tính ấp ủ một kế hoạch làm sao để chiếm quyền khai thác kho tài nguyên này. Chính phủ nhiệm kỳ trước cũng có những quả đấm thép chấn động dư luận thì người hùng Nguyễn Văn Đông cũng theo đó cũng có những quả đấm thép để tạo ra dư luận. Và quả đấm thép của Nguyễn Văn Đông tung ra là sân bay Phan Thiết. Từ sự thành công Sealing City đưa Bình Thuận ngập đầy nắng gió để trở thành thiên đường du lịch thủ đô resort của Việt Nam, Tập đoàn Dạng Đông quyết định thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư vào dự án sân bay Phan Thiết ceiling City trở thành điểm đến của nhiều quan chức cấp cao ở Trung ương cùng với quan hệ đã được thiết lập từ khi làm đại biểu quốc hội khóa 12 2007 đến 2011. Nguyễn Văn Đông trở thành chủ nhà thân thiện tiếp đãi ân cần khách quý với nhiều tình thương, mến thương. Trên website của tập đoàn Dạng Đông có riêng một chuyên mục ảnh. Các vị khách quý tham quan tập đoàn đến nay đã gỡ bỏ là quan chức cao cấp đến thăm làm việc với Dạng Đông. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là quan chức cấp cao có nhiều hình ảnh chụp với Nguyễn Văn Đông nhất. Tuy nhiên đến khi thủ tướng về làm người tử tế thì trên website của Dạng Đông không thấy còn tấm hình ảnh nào của ba X nữa. Gia đình của thủ tướng ba X Nguyễn Tân Dũng, nhất là người mẹ đã quá cố thường ra Phan Thiết nghỉ ngơi ở Linh City dài ngày và được đông nhận làm mẹ nuôi. Hiện nay mẹ chị Thu ở Quảng Nam cũng được người anh hùng nhận làm mẹ nuôi. Đặc biệt là cuộc gặp riêng chỉ có hai người là Thủ tướng Bà Ích Nguyễn Tân Dũng và anh hùng Nguyễn Văn Đông vào ngày 19 tháng 2 năm 2013 tại phòng President khách sạn -Links của Đông làm chủ. Sau cuộc gặp với lời hứa sẽ giúp đỡ của Thủ tướng, Nguyễn Văn Đông càng có quyết tâm thực hiện quả đấm thép là dự án đầu tư mạo hiểm với niềm tin nếu sau này có gì cứ ra gặp trực tiếp Thủ tướng. Thực tế này sau này là đúng, Thủ tướng Bà Ích Nguyễn Tân Dũng đã giữ lời. Ngoài các quan chức chính phủ, Nguyễn Văn Đông cũng thường xuyên đón tiếp khách của Quốc hội. Dù sao thì Nguyễn Văn Đông cũng là đại biểu Quốc hội. Tình cảm ân cần và thân tình đến mức Nguyễn Văn Xuân, em ruột của Nguyễn Văn Đông, khánh thành nhà mới ở mỏ đá Tân Hà, huyện Hàm Tân, Bình Thuận, mà cũng được quý bà Ủy viên Bộ Chính trị Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gửi quà tặng Tân Gia còn đối với khách là quan chức cao cấp quảng ngãi thì với tình đồng hương được nguyễn văn đông quan tâm đặc biệt như người ruột thịt trong số đó có ông nguyễn hòa bình từ khi còn làm bí thư tỉnh ủy quảng ngãi chuyển qua viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao nay là tránh án tòa án nhân dân tối cao ông nguyễn hòa bình nhiều lần đưa cả gia đình vào xi city nghỉ ngơi được nguyễn văn đông đón tiếp hơn anh ruột con ông bình được chú đông cử người hướng dẫn chơi gôn rất tận tình Chính nhờ mối quan hệ với người anh em đồng hương Nguyễn Hòa Bình mà những người khiếu nại về việc chiếm đất đai các tranh chấp dân sự thì Nguyễn Văn Đông đều thách thức cứ ra tòa. Người của ba cơ quan hành pháp, tư pháp và cả lập pháp đều có mối quan hệ thân tình gắn bó mật thiết với Nguyễn Văn Đông thì việc gì mà làm chẳng được. Anh hùng Nguyễn Văn Đông rất thuộc Tam Quốc trí nắm rõ và vận dụng các binh pháp của người Trung Quốc. Phần này đặt tên Dương Đông theo dương đông kích tây là kế sách vờ đánh một hướng nhưng thực chất là đánh hướng khác. Sau ngày 19 tháng 2 năm 2013, cuộc gặp của Thủ tướng Ba X Nguyễn Tân Dũng và anh hùng Nguyễn Văn Đông ở khách sạn Sea Links đến đầu tháng 5 năm 2013, báo chí đưa tin đoàn công tác của Bộ Quốc phòng và Bộ Giao thông Vận tải vừa làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Thuận về quy hoạch sân bay Phan Thiết. Mặc dù báo chí đưa tin là như thế nhưng theo kế hoạch liên doanh tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng và công ty cổ phần đầu tư bất động sản Thành Đông sẽ thành sẽ đầu tư trên 5.600 tỷ đồng để xây dựng sân bay trong thời gian từ 3 đến 5 năm. Nhưng giới đầu tư tìm hiểu thì biết công ty Thành Đông chỉ làm bất động sản, còn đằng sau đó là tập đoàn Dạng Đông cùng nhau hợp tác để đẩy giá đất hàng ngàn hecta xung quanh sân bay lên. Sáng ngày 5 tháng 12 năm 2013, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận chính thức công bố quy hoạch sân bay Phan Thiết giai đoạn 2020 và định hướng đến năm 2030. Tiếp đến là báo chí đưa tin tập đoàn Dạng Đông đề xuất tham gia đầu tư vào sân bay Phan Thiết. Hơn một năm sau ngày 18 tháng 1 năm 2015, báo chí đồng loạt đưa tin Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải phát lệnh khởi công xây dựng dự án sân bay Phan Thiết tại xã Thiện Nghiệp, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Theo đó, đây là sân bay lưỡng dụng phục vụ quân sự và dân sự do Tổng Công ty 319 Bộ Quốc phòng đầu tư hạng mục quân sự theo hình thức hợp đồng BT xây dựng chuyển giao. Tập đoàn Dạng Đông đầu tư hạng mục hàng không dân dụng bằng hình thức hợp đồng BOT xây dựng kinh doanh chuyển giao. Anh hùng bất động sản Nguyễn Văn Đông nổi lên vị trí số 1 trong top đại gia đầu tư sân bay ở Việt Nam. Chính thức đầu tư sân bay Phan Thiết, anh hùng Nguyễn Văn Đông, chủ tịch tập đoàn Dạng Đông sánh danh ngang với đại tá Phùng Quang Hải, con của Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh, chủ tịch tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng. Đầy thế lực nổi lên như con, hai nhà đầu tư dự án PPP sân bay đầu tiên tại Việt Nam. Tuy nhiên, những nhà phân tích Dạng Đông nói chuyện với nhau là Nguyễn Văn Đông đang diễn trò, nhưng với mục đích gì? Nhiều người nhắc lại chuyện 5 năm, năm trước, anh hùng Nguyễn Văn Đông cũng tổ chức khởi công xây dựng bệnh viện quốc tế trợ giấy Quảng Ngãi, quy mô lớn nhất khu vực miền Trung Tây Nguyên, để rồi sau đó ngừng triển khai dự án. Tỉnh Quảng Ngãi bị quả lừa bởi đứa con mà trước đó quá trình xác minh lý lịch phòng anh hùng Đông đã hứa hẹn sẽ đầu tư cho quê hương Quảng Ngãi. Còn lúc đó một số quan chức tỉnh Bình Thuận còn nói dạng Đông chỉ chăm bẩm vào bất động sản thôi, ngay cả đất trung tâm thương mại đã giao cho Giảng Đông mà Nguyễn Văn Đông cũng trả lại dự án. Sau đó tỉnh chuyển trung tâm thương mại Giảng Đông thành công viên Võ Văn Kiệt hiện nay. Vậy Nguyễn Văn Đông vận động chạy thủ tục và khởi công xây dựng dự án sân bay Phan Thiết với mục đích chính là gì? Dự án sân bay là dự án liên quan đến an ninh quốc phòng thuộc thẩm quyền của chính phủ quyết định. Nguyễn Văn Đông thiết lập quan hệ với quan chức cấp cao ở Trung ương là điều bình thường. Tuy nhiên, theo những người là nhân sự cấp cao của Giảng Đông, người trong gia đình của Nguyễn Văn Đông khẳng định với giai đoạn đó, tập đoàn Giảng Đông Nguyễn Văn Đông không đủ năng lực để thực hiện dự án sân bay. Mục đích chính của Nguyễn Văn Đông là lợi dụng danh nghĩa dự án sân bay để tiếp xúc, thỏa hiệp nhằm giảm thiểu rủi ro khi thực hiện dự án khai thác mỏ kim cương khác. Vốn là một anh hùng đại biểu quốc hội nên Nguyễn Văn Đông hiểu hậu quả pháp lý khôn lường nếu vụ việc không hành thông. Cho nên Nguyễn Văn Đông quan hệ với những người của cơ quan hành pháp như Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng, cơ quan lập pháp là Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và cơ quan tư pháp như Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình trở thành người thân trong nhà. Còn các cơ quan trong tỉnh Bình Thuận thì đa phần là những người mà nhiều năm nay Nguyễn Văn Đông đã dựng lên và sai khiến được Thậm chí có những người mà đông trực tiếp mang quà và đến gặp lãnh đạo cấp cao hơn để chạy chức, giúp cũng đã sẵn sàng trả ơn cho Nguyễn Văn Đông. Như vậy, Nguyễn Văn Đông yên tâm bởi thứ nhất, dự án đã thực hiện nhanh biến thành sự việc đã rồi. Thứ hai, nếu có dư luận bùng ra thì việc thứ ba, việc lớn sẽ thành việc nhỏ và việc nhỏ sẽ không có gì và không truy cứu. Thứ ba, tất cả đều gắn bó với lợi ích của nhau. Vậy là điều kiện cần đã xong tiếp tục là điều kiện đủ để thực hiện. Như phần 1 trình bày sân bay Phan Thiết lúc này trở thành một mỏ kim cương với 620.656 mét vuông đất tại trung tâm của thành phố Phan Thiết hướng nhìn trực tiếp ra biển. Bất kỳ nhà đầu tư bất động sản nào cũng thèm muốn. Tuy nhiên, lúc này là lúc đất sân gôn, đất thể dục thể thao cấp cho một dự án đầu tư nước ngoài đến 50 năm Nhà đầu tư sân gôn Phan Thiết trong tình trạng thua lỗ triền miên nhưng không đủ sức chạy để chuyển qua đất ở đô thị để kinh doanh bất động sản nhằm giảm thua lỗ và thu hồi vốn. Vậy là anh hùng Nguyễn Văn Đông ra tay thực hiện kế hoạch quả đấm thép thực sự đã được tính toán từ trong một thời gian dài gồm các bước như trình bày ở phần 1. Trong khi sân gôn Phan Thiết đang thua lỗ thì nhà nước cấp phép đầu tư sân gôn Sea cách đó 7 km, hoàn toàn không tuân thủ các quy hoạch chiến lược, quy luật kinh tế thị trường. Lúc đó, Nguyễn Văn Đông là một anh hùng, một đại biểu quốc hội, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, đã chỉ đạo tỉnh Bình Thuận, thực hiện và trực tiếp làm việc với các cơ quan trung ương nên được điều chỉnh quy hoạch và cấp phép thuận lợi. Đến khi sân gôn Sea Link và quần thể Sea Link City hoàn thành thì sân gôn Phan Thiết bị cạnh tranh tàn nhẫn là điều đã thấy trước trong khi sân bay Phan Thiết lấy doanh thu sân golf là chính thì sân golf SeLinks chỉ là một dịch vụ hỗ trợ cho SeLinks City. Vì vậy mà sân golf Phan Thiết với dịch vụ chơi golf thì khó có thể phát triển thành trở thành có những thành viên mới và khách vãng lai ngày càng khan hiếm. Thành viên giảm chi phí khu trung tâm cao, lỗ dồn lên đến hàng trăm tỷ Việt Nam đồng. Chủ đầu tư sân golf Phan Thiết nhìn thấy nguy cơ phá sản chỉ là vấn đề thời gian muốn chuyển mục đích đầu tư kinh doanh dịch vụ nghỉ dưỡng, bất động sản cũng không được vì không nằm trong quy hoạch sử dụng đất 10 năm 2010 đến 2020 mà kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2010-2015 của tỉnh Bình Thuận đã được chính phủ phê duyệt. Muốn chuyển đổi công năng dự án cũng không xong bởi vì bằng các văn bản Quyết định số 1946 trên quy đề TDC ngày 26 tháng 11 năm 2009 thì sân gôn Phan Thiết nằm trong quy hoạch sân gôn Việt Nam đến năm 2020. Thứ hai, chỉ thị số 11 trên CTTDG ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát thực hiện quy hoạch sân gôn, không được sử dụng đất đã cấp cho việc xây dựng sân gôn để xây nhà, biệt thự để bán, chuyển nhượng hoặc sử dụng vào mục đích khác. Thứ ba, quyết định số 795 trên quy đề TTG ngày 26 tháng 5 năm 2014 điều chỉnh bổ sung danh mục các sân gôn dự phát và phát triển đến năm 2020 ban hành kèm theo quy định số 1946 trên quy đề TTG ngày 26 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch sân gôn Việt Nam đến năm 2020 theo đó vẫn giữ sân gôn Phan Thiết trong danh mục phát triển đến năm 2020. Với ba văn bản do trực tiếp Thủ tướng bà X Nguyễn Tân Dũng ký như vậy thì đố ai dám chống đối để làm ngược lại. Tất nhiên, chỉ có ngoại lệ là khi chính phủ chính Thủ tướng cho phép còn nói về quyền lực của Thủ tướng bà X Nguyễn Tân Dũng thì ngay cả Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã có những giọt nước mắt rơi vào lịch sử. Cha Google Tháng 10 năm 2020 khi đọc bài phát biểu bế mạc hội nghị trung ương 6 khóa 11. Vậy là chủ đầu tư dự án sân gôn Phan Thiết chỉ có thể chọn hoặc tuyên bố phá sản, trả đất thuê hàng năm lại cho nhà nước hoặc bán cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, bán doanh nghiệp cho sân gôn không phải là dễ bởi vì nhà đầu tư sân gôn khá ít và cũng không có nhà đầu tư nào mua một sân gôn đang lỗ để tiếp tục kinh doanh sân gôn. Sau cuộc gặp riêng ở khách sạn Silings ngày 19 tháng 2 năm 2013, cái bắt tay giữa Thủ tướng quyền lực bà Ích Nguyễn Tân Dũng và anh hùng doanh nhân Nguyễn Văn Đông đã khẳng định niềm tin nếu sau này có gì cứ ra gặp trực tiếp Thủ tướng. Thủ tướng sẽ dành cho Nguyễn Văn Đông những ngoại lệ. Trong các khóc, trong các góc khuất nào đó ở thành phố Phan Thiết, đã có những người cộng sản tâm huyết thầm lặng lo lắng cho Bình Thuận buồn bã gọi là cái bắt tay ngược giữa ông Trùm Tham Dũng và đại gia Lưu Manh. Vậy là Nguyễn Văn Đông xác định là thời cơ đã đến bí mật tiến hành đàm phán thực hiện thâu tóm sân gôn Phan Thiết. Về phía ông chủ đầu tư hiện tại của sân gôn Phan Thiết có người đồng ý nhận chuyển nhượng 100% vốn điều lệ nhận nợ và các khoản vay đồng thời hứa sẽ thưởng cho một con số không nhỏ đối với một doanh nghiệp đang thua lỗ chờ phá sản thì điều đó là nằm mơ vậy mà ông chủ hữu chủ sở hữu của công ty gôn và câu lạc bộ gôn phan thiết chuyển sang dạng đông người anh hùng nguyễn văn đông thâu tóm thành công còn để huy động tiền mặt để mua sân gôn phan thiết cũng rất đơn giản bởi vì bất kỳ nhà đầu tư nào cũng thấy rõ là nếu chạy được để chuyển sân gôn phan thiết sang kinh doanh bất động sản thì là dự án siêu lợi nhuận nên sẵn sàng góp vốn với Nguyễn Văn Đông. Tuy nhiên, đến khi dự án được chuyển sang đất ở không còn chia sẻ rủi ro nữa thì người anh hùng lưu manh Nguyễn Văn Đông đã lật lọng bằng cách đơn phương quyết định trả gấp đôi vốn góp đánh bay họ ra khỏi dự án đã được tính trước. Tất nhiên có sự giúp đỡ của đàn em trong các cơ quan nắm quyền lực của tỉnh. Nội dung này ngoài mục đích của chuyên đề nên không đề cập nữa. Trường hợp bạn đọc yêu cầu thì sẽ có bài viết riêng. Vậy là kế hoạch lấy sân gôn phan thiết phần lô bán nền đã thực hiện được một nửa kế, một nửa với kế sách Dương Đông Kích Tây, đó là công khai vận động đầu tư dự án BOT sân bay, nhưng âm thầm thâu tóm sân gôn đã hoàn thành. Tuy nhiên, còn giai đoạn 2 thực hiện kế hoạch để bán đất thu tiền trong thời gian nhanh nhất không phải đơn giản. Giai đoạn tiếp theo là chuỗi những động thái diễn ra cho thấy một canh bạc đã được các tay chơi dàn xếp trước đó. Đến lúc này, cần phải ngửa bài ra để sớm thu tiền bán đất chia nhau. Bài viết đã dài, phần này ngửa bài phân tích mối quan hệ dạng Đông, Nguyễn Văn Đông, tỉnh Bình Thuận, Chính phủ Nguyễn Tân Dũng và truyền thông báo chí. Ngày 15 tháng 11 năm 2013, Sân Gôn Phan Thiết điều chỉnh lần 4 tỉnh Bình Thuận cho chuyển nhượng vốn đã chủ đầu tư mới cho công ty cổ phần dạng đông. Mặc dù trong giấy phép chứng nhận đầu tư ghi rõ mục đích là xây dựng kinh doanh một sân gôn đạt tiêu chuẩn quốc tế và các công trình phục vụ kèm theo, người anh hùng chẳng quan tâm, bắt đầu tung ra các thủ tục theo kế hoạch và tính trước. Dạng đông mua sân gôn phan thiết nửa tháng đến ngày 2 tháng 12 năm 2013, làm văn bản số 810CVTHRD đề nghị tỉnh Bình Thuận cho chuyển đổi đất sang đất ở đô thị với lý do kinh doanh thua lỗ. Ông chủ tạng đông đơn phương thông báo đóng cửa sân gôn Phan Thiết, chuyển gần 189 hội viên qua sân gôn Links, mặc dù hội viên sẵn sàng hỗ trợ 200.000 đô la để duy trì hoạt động. Người anh hùng Nguyễn Văn Đông quyết tâm dứt bỏ sân gôn và phân lô bán nền bằng được bởi lợi nhuận bất động sản cao hơn lợi ích của cộng đồng. Trong khi chủ đầu tư trước đó hơn 10 năm trời kinh doanh thua lỗ không thấy tỉnh Bình Thuận nói gì, thậm chí cho làm thêm sân gôn xi linh thì đến khi Nguyễn Văn Đông kinh doanh sân gôn phan thiết mới mấy ngày chưa được một chu kỳ kinh doanh báo cáo thuế, báo cáo lỗ đề nghị chuyển sang đất ở bán nền. Vậy là cả hệ thống chính trị của tỉnh vào cuộc ủng hộ dạng đông. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận có thông báo số 75 trên TB UBND ngày 5 tháng 3 năm 2014 về kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý đề nghị của công ty cổ phần Dạng Đông cho phép công ty này chuyển đổi mục tích sân golf Phan Thiết sang dự án khu đô thị. Sau này tỉnh Bình Thuận còn phá luật để thực hiện yêu cầu người anh hùng với mục đích làm lợi cho Nguyễn Văn Đông rút ruột tài nguyên hơn 6.000 tỷ Việt Nam đồng. Chẳng phải quan chức Bình Thuận phục vụ cho tỉnh Giang Đông thì là gì? Còn về phía Trung ương thì Thủ tướng bà X Nguyễn Tân Dũng đã rất biết giữ lời hứa. Tất cả các thủ tục liên quan đến các cơ quan thuộc chính phủ đều được Thủ tướng chỉ đạo xem xét giải quyết nhanh chóng mà nếu như doanh nghiệp bình thường cũng mất vài năm trời. Đó là những thủ tục không phải ai cũng có thể chạy được. Để có một khu đô thị trung tâm quy mô hơn 62 hecta thậm chí là có trường hợp ỉa vào mồm nhau như thế này. Ngày 23 tháng 5 năm 2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận có tờ trình số 1741 trên TTRUBNZ gửi Thủ tướng Chính phủ đưa sân bay Phan Thiết ra khỏi quy hoạch và cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất sân gôn sang xây dựng khu đô thị. Ngày 6 tháng 5 năm 2014, theo kế hoạch của bà X Nguyễn Tân Dũng, ký quyết định số 795 trên quy đề TTG điều chỉnh bổ sung mục các sân gôn dự kiến phát triển đến năm 2020, ban hành kèm theo quyết định số 1946 trên quy đề TTG ngày 26 tháng 11 năm 2009 của bà X Nguyễn Tân Dũng, về việc phê duyệt quy hoạch sân gôn Việt Nam đến năm 2020 vẫn giữ sân gôn phan thiết trong danh mục dự kiến phát triển đến năm 2020. Nhưng đến ngày 28 tháng 10 năm 2014, Thủ tướng Ba X Nguyễn Tân Dũng chỉ đạo ban hành văn bản số 2117 trên TDG KTN đồng ý với tỉnh Bình Thuận đưa sân gôn Phan Thiết ra khỏi quy hoạch sân gôn Việt Nam đến năm 2020. Trong khi nhiều vấn đề như quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch chiến lược đô thị, quyền lợi hội viên sân gôn phan thiết chưa được giải quyết. Ngay chính văn phòng, chính phủ cũng nhận thấy sự khuất tất của văn bản này nên không công khai. Tất cả các bệnh bất bình của dự án sân gôn phan thiết trong tiến trình chuyển nhượng sang phân lô bán nền, cán bộ, lão thành, đảng viên, hưu trí tỉnh Bình Thuận và nhân dân đều biết, vậy báo chí có biết không? Nói thẳng là báo chí đều biết, thậm chí là biết khá rõ. Bằng chứng là các bạn có thể tra cứu trên Google từ khóa sân gôn Phan Thiết thì thấy năm 2014 hàng loạt các báo đài đưa tin những nghi vấn có nhóm lợi ích tiêu cực trong việc chuyển sân gôn thành đất đô thị nhưng đến năm 2015 thì im bặt. Đầu năm 2019 một số ít lác đác các báo thăm dò. Tin tiếp. Một ví dụ Tờ nhiều bạn đọc như tuổi trẻ dành một thét về sân gôn Phan Thiết trong năm 2014. Hơn 10 bài viết về sân gôn Phan Thiết rồi im lặng suốt hơn 4 năm. Đến đầu năm 2019 mới tiếp tục. Không phải ngẫu nhiên mà tất cả báo chí với hàng trăm tờ báo đều im lặng trong một khoảng thời gian khá dài. Có vẻ trẻ chỉ như có một tổng biên tập, không có một ai khác nữa. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm vào nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi